quý vị và các bạn, đến 18 giờ chiều nay, Hưng Yên không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Hôm nay, Bộ Y tế công bố mã số của 10 bệnh nhân ở Hưng Yên, nhưng đây đều là các trường hợp đã ghi nhận từ ngày hôm qua. Kể từ ngày 21 tháng 6, đây là ngày đầu tiên Hưng Yên không ghi nhận ca bệnh mới. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên ghi nhận 89 ca bệnh, trong đó huyện Yên Mỹ có 59 ca, huyện Khoái Châu 8 ca, huyện Ân Thi 9 ca, huyện Tiên Lữ 7 ca, huyện Kim Động 4 ca, huyện Phù Cử 1 ca và 1 ca có địa chỉ tại Hà Nội. Trong công tác phòng chống dịch, huyện Ân Thi vừa mở rộng phạm vi phong tỏa toàn bộ thôn An Đỗ, xã Bắc Sơn sau khi địa phương này ghi nhận 3 ca bệnh. Huyện Yên Mỹ cũng phong tỏa một phân xưởng của công ty may Châu Á ở xã Tân Lập sau khi ghi nhận bệnh nhân 18.136 ở xã Thanh Long là nhân viên của công ty. Tỉnh Hưng Yên hiện có 3 doanh nghiệp phải phong tỏa là công ty Tân Á Hưng Yên, công ty giày Ngọc Tề, công ty may Châu Á. Toàn tỉnh đang cách ly trên 25.000 người, phong tỏa hơn 30 khu vực, rà soát được gần 1.500 F1. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh vừa điều phối công tác xét nghiệm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, CDC sẽ thực hiện xét nghiệm mẫu đơn cho tất cả các F1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên sẽ thực hiện xét nghiệm mẫu gộp tất cả các trường hợp F2, F3 và các trường hợp liên quan. Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch, đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra an toàn.